qua về những cái năng lượng. Thì bản chất của chúng ta sức khỏe là quan trọng nhất, và sức khỏe quan trọng thì bao giờ cũng vậy. Đầu tiên như mọi người đi trị liệu đây là tác động về cái phần là dương đúng không? Và phong thủy cũng là phần dương thôi, nó là một phần nhánh nhỏ trong cái phần sức khỏe. Sức khỏe thì nó sẽ tác động bởi những cái là đầu tiên là phần dương này, và có một phần nữa là phần âm. Thì phần âm thì chúng ta không nói tới, hôm nay chúng ta chỉ học về phần dương thôi. Phần dương thì chuyên về năng lượng. Năng lượng thì có năng lượng tác động từ bên ngoài, tức là chúng ta đi bấm huyệt massage hay thông huyệt đạo. Còn một cái nữa chúng ta nói tới hôm nay là năng lượng xuất phát từ bên trong, tức là bên trong cơ thể chúng ta tạo ra. Bất kỳ ngồi ở một nơi nào hay là ở vị trí nào cũng vậy, năng lượng giữa bên ngoài bên trong luôn trao đổi với nhau. Và năng lượng cơ thể của chúng ta tốt hay xấu từ trong người chúng ta tỏa ra thì lại phụ thuộc vào cái trạng thái tâm lý của chúng ta. Khi mà cô vui ấy, thì cái năng lượng của người cô nó tỏa ra ấy, nó rất là tốt. Những người mà ở xung quanh ấy, sẽ được thấy cảm thấy vui vẻ lây theo. Đấy là cái trạng thái tâm lý điều khiển năng lượng cảm xúc. Thì hôm nay chúng ta nói về cái vấn đề là tâm lý của chúng ta. Bất kỳ ai trong cuộc sống này thì cũng có những cái trạng thái tâm lý khác nhau, tùy vào điều kiện của mỗi người khác nhau. Và những cái tâm lý khác nhau thì sẽ biểu hiện ra những cái năng lượng ở trên cơ thể khác nhau. Và khi năng lượng trên cơ thể, những phần vị trí trên cơ thể nó khác nhau ấy, thì nó sẽ sinh ra những cái bệnh mà chúng ta bị hoạt động cái bộ phận đó nó kém, sẽ sinh ra những cái bệnh mà chúng ta đau đớn các thứ này. Và khi mà chúng ta đi massage đây thì nó cũng chỉ trị liệu đây, thì là một cái dạng tác động từ bên ngoài, tác động vào những cái vị trí mà chúng ta bị ảnh hưởng trên cơ thể đấy, tức là tác động từ bên ngoài để khai thông những cái huyệt đạo đấy, để cho vị trí cái bộ phận đấy nó hoạt động tốt hơn. Còn như hôm nay chúng ta tìm hiểu về tâm lý bên trong. Bên trong thì sẽ tác động vào chính cái các bộ phận của cơ thể. Massage tác động bên ngoài này, đấy, bấm chỗ nọ chỗ kia để khai thông huyệt đạo, để cho khí nó ra vào cơ thể, nó hoạt động nó tốt. Những cái bộ phận đó nó sẽ hoạt động nó trơn tru hơn. Còn nội tâm của chúng ta, nếu như tác động từ bên ngoài mà nội tâm của chúng ta mà phản kháng lại. Tại sao mà khi mà người ta massage thì chúng ta cần phải thả lỏng? Khi ngồi thiền cũng vậy, tại sao phải thả lỏng? Để trong một trạng thái là bản thân nội tâm của chúng ta tiếp nhận cái việc trị liệu đấy. Thì khi đó khí nó mới khai thông và nó đi tốt nhất được. Và cũng vậy. Ví dụ như là cô đang vui này, thì người khác họ bóp đầu cho cô, tức là họ dùng năng lượng của họ tác động vào vị trí huyệt đạo của cô và nó truyền năng lượng trong người cô. Cô tiếp nhận cái năng lượng của người khác đấy thì cô sẽ thấy nó được cộng hưởng cái năng lượng từ bên ngoài và bên trong mình, thì bản thân mình nó sẽ thấy đỡ cái phần đó. Bản chất của các anh chị massage đấy là họ dùng cái năng lượng cơ thể của họ, họ tác động trực tiếp vào phần huyệt đạo của mình để cộng hưởng năng lượng cho mình thôi. Và bao giờ cũng vậy, nếu như cô lúc đó cô tiếp nhận cái năng lượng của người ta thì cô sẽ thấy đỡ. Và cũng như lúc đó cô ngồi đấy, cô càng cái ngày nào mà cô cảm thấy đầu cô nó mệt mỏi này, cô tức giận này, thì cái hôm đó hiện trị liệu của cô nó sẽ không hiệu quả bằng cái việc là hôm đó mà cô dù là việc ở bên ngoài bao nhiêu nhưng cô vào đây ấy, cô thả lỏng, cô quên hết ở ngoài đi, thì hôm đó cô trị liệu nó sẽ tốt nhất. Đấy là cái trạng thái tâm bên trong chúng ta tiếp nhận bên ngoài tác động vào để trị liệu như nào. Vậy trong cuộc sống ai cũng có một cái hoàn cảnh riêng, một cái trạng thái nội tâm riêng. Và trong cuộc sống này thì xã hội rồi những cái diễn ra xung quanh chúng ta làm cho chúng ta quên mất chính bản thân mình.
bản chất, xin lỗi các anh chị, nhưng các anh chị ở đây đều là những người yếu đuối, không phải mạnh mẽ như bên ngoài. Nhưng vì xã hội, vì cái cuộc sống xung quanh chúng ta, nên chúng ta chấp nhận là sống bằng một cái trạng thái là không phải chính mình bên trong. Người ta gọi là tự lừa mình và lừa những người xung quanh. Khi mà như vậy ấy, thì sẽ rất dễ sinh ra những cái trạng thái là bị trầm cảm, rồi là buồn phiền, không lý do. Nhìn cái gì cũng thấy nó không đẹp. Tâm sinh cảnh, tâm vui thì nhìn cảnh cũng vui. Vị trí đồ vật nó vẫn vậy, nó chẳng thay đổi gì. Chỉ có tâm chúng ta thay đổi thì năng lượng trong người chúng ta thay đổi, và dẫn đến cảnh vật bên ngoài cũng sẽ thay đổi theo. Mà nhanh tập trung vào vấn đề quá. Để em giới thiệu một chút. Em thì trước đây là em học về môi trường cơ, học ra là quản lý môi trường. Nhưng từ lúc 5 tuổi ấy, thì đã được nhân duyên là ngồi thiền từ lúc 5 tuổi rồi. Thế nói thẳng luôn là em là chuyên về trị trầm cảm với lại những cái bệnh mà người ta đi viện không ra. Đã rất giúp rất nhiều bạn trẻ đang trạng thái là muốn tự tử, và giúp các bạn nên là vui vẻ trở lại và có niềm tin vào cuộc sống mà không còn đi tự tử nữa. Đấy là cái điều mà em vẫn đang làm trong cuộc sống. Nói thẳng luôn đấy là công việc chính của em. Thế còn học môi trường ra bây giờ bằng hết ở nhà treo làm cảnh thôi. Và chính vì được ưu ái ngồi thiền lúc 5 tuổi cơ, cách ngồi thiền của em nó khác lắm. Thực sự là nó khác hẳn so với những cái người hiện tại bây giờ, thầy bây giờ, dù là thiền sư các kiểu cũng rất là khác. Năng lượng của em thu thì thực chất là năng lượng ngoài vũ trụ cơ. Còn năng lượng ở trái đất này đúng là có, nhưng nó sẽ rất thấp. Ở trái đất này thì bây giờ em chỉ thu là thu sinh khí thôi. Và cái phần này thì nó cũng là một phần nhỏ trong cái việc là chúng ta ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta thôi. Xung quanh chúng ta có những cái cảnh vật như nào, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta như vậy. Nó cũng là một cái phần giống như là cái việc chúng ta trị liệu thôi. Nhưng mà chỉ có điều là đấy là trị liệu tự nhiên. Nhiều người họ lên trên núi họ ở đấy là họ cách họ trị liệu tự nhiên. Họ dùng khí của thiên nhiên tác động vào chính cơ thể của họ. Còn đi trị liệu massage đây là dùng khí của người khác tác động vào các huyệt đạo của mình. Đó. Cũng là một cái dạng ngoại lực tác động vào. Thì đấy, như đấy nói rồi, mọi người cũng chắc là cũng hiểu sơ qua. Tâm lý là tác động từ bên trong, ảnh hưởng đến khí, đến năng lượng của cơ thể mình. Còn phong thủy này, massage này, rồi là những cái tự nhiên đều là ngoại lực từ bên ngoài. Đây là một lửa của cái mà chúng ta nhìn thấy tác động vào cơ thể, sức khỏe. Còn một lửa khác là cái thế giới thứ hai. Đấy, thì nói chung là nếu như mọi người mà giống như em ấy, ngồi thiền từ lúc 5 tuổi thì chắc cũng sẽ cảm nhận được đôi chút về âm. Và thêm nữa là mọi người trị liệu về cái phần dương này ấy, tự khắc các huyệt đạo của mọi người mở, các huyệt đạo được khai thông ấy, thì khí ra khí vào sẽ tốt, giác quan rồi là các thứ của mọi người sẽ tăng lên. Thì tùy vào cơ duyên có người sẽ cảm nhận được về cái thế giới thứ hai hay không. Như vậy, nếu mọi người thích chuyên sâu thì sau này sẽ nói về thế thứ hai. Cái này sau. Bởi vì cái chính là mọi người hôm nay muốn tìm hiểu thêm về cái việc là tác động và năng lượng từ bên trong. Quay trở lại là tâm lý của mỗi người trong mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh là khác nhau. Vậy làm sao để luôn giữ được cái tâm bình an trước mọi nghịch cảnh, và chúng ta sẽ vui thực sự từ bên trong con người của chúng ta, chứ không phải là vui bằng cái sự giả tạo bên ngoài. Người giàu có cái nỗi khổ của người giàu, người nghèo có nỗi khổ của người nghèo. Vậy làm sao có những người giống như những vị sư ấy, họ có thể không cần cái gì nhưng họ luôn có một cái năng lượng cơ thể và nội tâm rất là an nhiên. Tại sao lại vậy?
Vì họ sống thật là chính họ. Họ rèn luyện từ bên trong con người họ, từ nội tâm họ, chứ không phải là từ bên ngoài như chúng ta. Đương nhiên cái gì cũng vậy, cần phải kết hợp giữa bên trong và bên ngoài cùng tác động vào thì nó sẽ là tốt nhất. Thế hôm nay được chị Như dẫn duyên thì cũng được lên đây để chia sẻ với mọi người một chút. Mỗi một người chắc chắn là sẽ có những cái vấn đề của gia đình riêng, của cuộc sống riêng, không ai giống ai cả. Nhưng đã bao giờ mọi người để ý quá nhiều bên ngoài, đã bao giờ mọi người quan tâm đến nội tâm của mình? Mình còn không quan tâm đến nội tâm của mình thì không thể trách người khác là không quan tâm nội tâm của mình được. Mình còn không hiểu mình, tại sao trách người khác không hiểu mình? Khi mà năng lượng trong cơ thể người kém ấy, thì dù hoạt động như nào cũng sẽ bị những cái trạng thái là nhanh tổn hại những cái bộ phận khi chúng ta hoạt động. Nó sẽ bị nhanh, gọi là ví dụ như là cô ngồi như chẳng hạn, như em thì em có thể ngồi cả ngày được, không thấy mỏi hay là tê gì cả. Nhưng mà chị ngồi một chút thôi là thấy mỏi. Bởi vì sao? Bởi vì cái năng lượng trong cơ thể chị nó bị hỗn loạn. Cái nơi mà năng lượng ấm nó tốt thì hoạt động bộ phận đó nó sẽ tốt, nó có thể trơn tru được. Nhưng mà vì những cái nơi đó năng lượng của chị nó kém ấy, dẫn đến là chị hay bị mỏi hay bị tê như vậy. Và về đêm ngủ thì ngủ sẽ hay bị ảnh hưởng những cái phần đấy. Hôm nay chị vừa tiêm xong, gấp gối. Và bao giờ cũng vậy, năng lượng trong cơ thể nó không đều, bộ phận đó lại yếu đi thì tự khắc là cái phần đó dần dần nó sẽ bị hoạt động kém và nó sẽ sinh ra bệnh dương. Hoạt động nhiều ở trên cổ, đi bóp là một cái hình thức tác động năng lượng của cái người bóp đó vào huyệt đạo ở cổ, khai thông huyệt đạo ở cái cổ chúng ta, dẫn đến khí lưu thông thì cái bộ phận đó nó lại trở lại nguyên vẹn như ban đầu khi chưa hoạt động. Cô cảm nhận được bên trong của mình không? Không, không, em không đang chuyển năng lượng, mà em chỉ đang đồng cảm thôi. Để hiểu được một người mình phải trở thành người đấy. Có thấy người có thay đổi năng lượng không? Tay chân bắt đầu thấy nó khác không? Nó hơi mát hơn lúc nãy. Cô có thấy không? Thật là khó à? Không sao, cứ dần dần. Khi mà huyệt đạo khai thông hết thì sẽ cảm nhận dễ hơn. Thank you.
Bao giờ thì cô sẽ hết được cái cảm giác buồn phiền không lý do? Theo cô thì bao giờ cô sẽ hết được cái cảm giác đấy? Ai nhìn cũng thấy lúc nào cô cũng cười, thấy cuộc sống của cô rất là tốt, đúng không? Nhưng đâu có ai hiểu, lúc nào cô cũng cảm thấy buồn không lý do ở trong lòng. Mọi người ngồi theo mệnh này nó sẽ tăng cái năng lượng trong người mọi người lên thôi, không có gì to tát cả. Nên quan trọng hôm nay chúng ta tìm hiểu là nội tâm bản thân chúng ta có đúng là chúng ta hay không. Người ta bảo khỏe phải khỏe thực sự ở bên trong. Khi cái trạng thái từ bên trong của cô mà không còn buồn phiền như vậy nữa, cô sẽ thấy mọi thứ xung quanh nó thực sự đẹp, thực sự tốt, thực sự. Và cô sẽ người cô khỏe đi nhiều chứ không phải như giờ. Người cô là tốt chán nhé, chỉ là khí trong người cô luôn chuyển chậm thôi. Vì là cô chỉ mang nỗi buồn như vậy thế nên luôn chuyển chậm. Còn như cô này, cái âm khí trong người nó bị gọi là nó kết lại, nó bón thành những cái cục ấy, nên cô sẽ bị sức khỏe hay bị đau mỏi các khớp, các vị trí nhiều hơn. Và đương nhiên trong tâm của cô thì cũng sẽ, con người bên trong của cô ấy sẽ giống như là một cái người rất là sôi nổi, không chịu ngồi im một chỗ đâu, nào hoạt động hết. Còn anh bên ngoài rất ổn nhỉ? Bên ngoài thì rất ổn đấy, vị trí trạng thái rất là tự tin, rất ổn. Nhưng sâu thẳm bên trong con người anh ấy thì đã từng rất là tự tin. Bản thân anh còn không tin vào chính mình, sâu thẳm bên trong anh ấy. Hiện tại bây giờ cái đó chưa hết, nhiều lúc anh vẫn có những cái suy nghĩ băn khoăn của chính mình và không dám mạnh dạn tin vào cái quyết định của mình. Nhiều lúc anh đi băn khoăn như thế. Tin chính mình đi. Định làm cái gì mà quyết tâm làm gì? Chia sẻ thôi mà. Mình chia sẻ để mình tìm giải pháp cho mình thoải mái nhất. Cái đó không trách được mỗi người, mỗi người một tính.
và khi mà anh em chưa chia sẻ cái nội tâm bản thân mình ra giống như cô này, anh em vẫn có một sự kháng cự. Thế nên khi mà người ta bị một cái tác động đến ấy, người ta sẽ tạo ra một cái phòng vệ, đấy điều đương nhiên. Cái gì cũng từ từ anh ạ, chị ạ. Cái đó không phải lỗi của anh ấy. Trên đời này không ai muốn bản thân mình trở thành như vậy cả. Ai cũng mong muốn điều tốt hết, nhưng họ chưa làm được, chưa vượt qua được những cái khó khăn của bản thân. Cái đấy là do chính mình. Đúng. Đúng. Cái đó là do chính mình. Đúng. Chính xác. Tất cả là do chính mình. Đúng. Chị nghĩ đúng như thế, bởi vì chị là một con người rất là mạnh mẽ. Thế cho nên chị khẳng định luôn, kể cả về vấn đề tâm linh hay là tình cảm, bản thân chị cũng là một người đang đi chữa lành vết thương cho người khác. Nhá. Nhưng mà không trời đừng làm được. Thừa nhận. Nhưng theo chị đã làm đúng cách chưa? Có thể là chưa đúng với người đó. Có đúng không? Nhưng đúng. Mà người ta phải rồi giao sắc không vào cái chuông. Cái này là phải nhường thầy khác. Có đúng không? Chị có thể chữa bệnh cho người khác, nhưng mà chị không chữa được. Theo chị, điều anh cần là gì? Cần cả. Vậy chị nói như vậy khác gì cầm một cái dao cứa vào anh không? Thực ra thì nó rất là khó, bởi vì mình phải đặt vị địa vị của mình vào người đúng, ta. Đúng. Đúng không? Đúng. Mình phải hiểu người ta là như thế nào. Mình chỉ biết là bây giờ cái đầu của mình nhá, và tất cả các công việc của mình nó không có thời gian để dành cho buồn phiền. Thế thôi. Mình phải tạo ra cái đấy cho bạn. Chính mình. Xác. Mà chỉ có mình mới làm được điều đấy. Đúng. Đúng không? Chị nói đúng. Tất cả mọi người chỉ là một cái tác động như kiểu em ấy. Đó là đi massage bấm huyệt, nó chỉ là cái tác động bên ngoài. Đúng. Còn tất cả vẫn là ở bản thân mình. Đúng. Đúng không? Chị biết là chị đau rất nhiều. Đúng không ạ? Chị cũng... Cháu đây cũng chị người có cậu, cháu cũng mạnh mẽ. Chị vẫn đến đây để điều trị. Và nói chung là đông tây y mình kết hợp. Khi mà bản thân mình không biết nó là cái bệnh gì cả, thì lúc đấy ngoài bệnh dương ra thì ta lại chữa bệnh âm. Tự nhiên mình cởi bỏ cái nút thắt cho bản thân mình. Chị nói không sai. Đúng không? Nhưng chị đang đặt địa vị là một người mạnh mẽ. Đúng rồi. Còn anh ấy đâu có mạnh mẽ. Thế chị phải dần dần. Đúng không? Người ta bảo thầy làm thuốc mới là ok. Vâng, chị phải thấu hiểu anh ấy. Đúng không? Cứ từ từ. Thực ra thì không phải là mình chị An không làm đâu. Vâng, chị An hãy để người khác làm điều này bên Dương. Thì đấy, chị đang mong là gặp thầy làm thuốc. Chị để đấy, để em. Vâng. Cái này không khó đâu. Ra chị nhìn này, điển hình mới trải qua cái trạng thái gọi là không có cái gì có thể hơn được. Bây giờ có thể cười nhẹ nhàng được cái này cũng khá nhiều. Nên là tất nhiên là mình phải gặp bác sĩ. Vâng ạ. Đấy, người ta gọi là bác sĩ. Nhưng hôm nay còn nếu bị đọc nội tâm thì mình cũng rất là thoải mái để... Cái đó không có gì xấu cả. Bởi vì nói thẳng luôn là không có ai thực sự là hoàn hảo. Chính vì còn chưa ổn chúng ta mới ngồi đây, đúng không? Nếu ổn rồi thì ngồi đây làm gì? Như thầy nói là gì? Mình chưa vượt qua được chính mình. Đúng. Nó là như thế. Có mấy ai vượt qua được chính mình đâu. Vâng, thế nhưng mà em chẳng biết, nhưng mà bản thân em phải cố gắng vượt qua được chính em. Vì hai đứa con. Vậy em còn biến cho người khác. Chị có động lực. Chị tự tạo động lực cho mình. Chị phải tự tìm niềm vui cho chị. Nhưng anh ấy chưa tìm thấy. Thế thì mới miệng là khó, tìm mãi chưa gặp bác sĩ. Không thể gặp. Bạn có thể nhìn lắm. Nước này nữa đấy, cái gì? Nóng ít nhất, nóng nhất. Nóng nhất, nóng nhất. Nhưng, anh cái đang bác sĩ em chưa cho anh em cũng xem sorry, em sorry cho anh bảo là cho anh. Tại vì em cũng làm bác sĩ nhiều quá. Thì giờ chị An, chị cứ để em, nào anh qua chăm sóc rồi để em nhé. Vâng. Xin thì tốt. Anh để em... Chị yên tâm đi. Bởi vì là đến bác sĩ da liễu này, bác sĩ viện nhi này, hay là người ở viện khoa học về gen cũng đến gặp em nhiều rồi. Đấy, thế thì để xin số điện thoại của em. Chuyện này chuyện bình thường thôi. Nhưng mà chị bình tĩnh. Tính chị là cứng lại là gì? Mạnh này, nhanh này,
ngắn gọn này, rõ ràng là như thế. Hay phải đúc cái giai đoạn thế gian được vợ chồng mới ai được ông bà phải từ từ nó mới chỉ việc đến ngày hôm nay hơn 20 năm rồi em từ từ bình tĩnh bản thân hôm nay anh đã chị đến đây có nghĩa là anh đã mệt không đấy em bảo anh đi đâu anh đi đấy cô Vân ơi cô Vân mệnh gì ạ cô à cô sinh năm 63 như mệnh kim mệnh kim mời cô ngồi đây cô lên trên ạ đấy cô phân tia được cô phải mời cô lên trên nhé kim cạnh thủy, kim chi thủy. Vâng. Hôm nay chú không đi à cô? Chú xin kim. Bởi vì hai cô chú chỉ là chú nhớ cô thì lại không xin là hai bạn thầy em đền thổ. Rằng là bảo đi thì khó đi đã đi thì lại ngồi nghiêm. Thế thế con gọi cho chú 10 trong 1. Con không gọi cho cô mà con gọi cho chú. Chú thì khó. Em này lại phía dưới. Bệnh kim. Cô cháu mình bệnh kim. Tiếp sơ qua với cô một chút nhỉ. Bề ngoài tự tạo cho mình vui vẻ, tự tạo cho mình sự nhẹ nhàng. Nhưng mà sâu thẳm bên trong ấy thì lại là người không muốn nghĩ, không muốn nhìn, không muốn thấy gì hết. Là một cái trạng thái gọi là u tối. Vậy cái trạng thái bên trong sâu thẳm con người mình như vậy thì năng lượng tỏa ra làm sao khỏe được? Chỉ khỏe được ở bên ngoài, cảm thấy nhẹ nhàng bên ngoài, nhưng sâu thẳm bên trong cô biết nhưng cô cũng kể. Cái đó là cái mà chúng ta cần phải chữa. Thực ra cái trạng thái tâm lý ấy, chúng ta ở đây gọi là cái gì nhỉ? Ở đây gọi là trị liệu tâm lý à? Nó là một cái hình thức chúng ta giống như những người bạn đó, đồng hành đưa nhau ra khỏi cái chỗ mà chúng ta tự nhốt chúng mình trong chính ta trong đó. Cũng giống như trị liệu, mọi người tiếp nhận thì em mới có thể làm được. Chứ nếu như mọi người cứ nhốt chính mình trong đó, không cho ai có thể vào dắt mọi người ra được ấy, thì em cũng chịu. Nhưng đương nhiên mọi người nhốt mình trong đấy cũng sẽ có một cái cánh cửa hé ra mà mọi người muốn mở. Nhiệm vụ của em là sẽ tìm cánh cửa đó để đi vào để dắt mọi người ra. Vậy làm sao để chúng ta có thể tự mình ra khỏi cái thế giới đấy, cái thế giới mà chúng ta tự nhốt chúng ta ấy, thì chúng ta cần phải làm gì? Đầu tiên là thay đổi những cái nhìn nhận. Ví dụ theo chị, một người hôm nay đi làm họ bị ngã xe gãy chân, đấy là may hay không? Cũng có thể là nó may, người ta bảo trong cái rủi có cái may. Cái chuyện có trong cái rủi có cái may thì đúng, nhưng là hai người khía cạnh ở ngoài họ sẽ nhìn bảo như vậy là tốt hay không? Không tốt. Còn em đây là bảo tốt. Tại sao lại vậy? Bởi vì mọi người đang nhìn theo khía cạnh xấu. Khi mọi người nhìn theo khía cạnh xấu ấy, thì tâm của mọi người nó sẽ sản sinh ra một cái năng lượng xấu từ trong cơ thể, và nó sẽ tỏa ra, sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tại sao mà một người nóng giận, những cái người xung quanh đấy cũng sẽ chẳng vui vẻ được? Bởi vì họ bị ảnh hưởng cái năng lượng của cái người nóng giận đó. Và tại sao em lại bảo là điều đó tốt? Bởi vì họ chỉ bị gãy chân thôi, họ chưa chết. Thay đổi tư duy, thay đổi quan điểm mọi người nhìn như nào là do mọi người, chứ không phải là do cái hoàn cảnh, cái việc đấy xảy ra. Do một cái biến cố gì đấy rất là mạnh nặng trong cuộc đời hay là trong công việc của mình, tự nhiên mình phải thay đổi.
bài học đến với chúng ta khi những biến cố xảy ra, và chúng ta sẽ lựa chọn thay đổi theo hướng nào là do chúng ta. Thay đổi theo một hướng tốt, từ tư duy cho đến bản thân con người bên trong của chúng ta, thì năng lượng sẽ thay đổi và theo hướng tốt. Và cái việc xảy ra đến chúng ta đấy, chúng ta cũng thấy nó bình thường thôi. Còn nếu như tiêu cực thì mọi thứ xung quanh cảm thấy giống như sụp đổ. Thì mọi thứ xung quanh chúng ta cũng cảm thấy rất là nặng nề, không vượt qua được. Thay vì chúng ta tự hành hạ chúng ta từ cái suy nghĩ cho đến tâm lý của chúng ta, tại sao chúng ta không thay đổi cái suy nghĩ để chúng ta được tốt hơn? Tự mình còn hành hạ mình thì tại sao trách người khác không hành hạ mình? Tự mình còn không yêu thương với mình mà, đúng không? Đấy, cô nghĩ này xem, bản thân mình đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của mình chưa? Trị liệu tâm lý là trị liệu từ bên trong tâm lý của chúng ta. Suy nghĩ ảnh hưởng đến tâm lý ảnh hưởng đến suy nghĩ. Suy nghĩ ảnh hưởng đến tâm lý ảnh hưởng đến năng lượng cơ thể. Năng lượng cơ thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Sức khỏe này ảnh hưởng đến suy nghĩ chúng ta. Mọi thứ trên thế gian này nó đều là những vòng tuần hoàn. Cái nọ ảnh hưởng đến cái kia. Đã bao giờ mọi người cười vui một cách như lúc còn nhỏ chưa? Khi mình biết rất ít, đúng không? Nhưng mà rất ít. Người nào cố gắng được thì ít, còn người nào mà chưa cố gắng được như cô đây thì chắc là hầu như là không có. Vậy làm nào để có thể quay trở lại là một đứa bé? Làm nào để quay trở lại là một đứa bé? Biết buông. Ừ. Biết buông nó là một cái từ nói chung thôi. Biết mình thích gì, đam mê của mình là gì. Đó là một cái phương tiện nhỏ trong cái việc chúng ta cần làm. Cái chính chưa phải là như vậy. Một đứa trẻ nó có nghĩ gì không? Nó giống như tờ giấy này. Không nghĩ gì đâu có nhẹ không? Nhẹ. Vậy bây giờ chúng ta lớn rồi, bảo không nghĩ gì thì không thể, đúng không? Vậy thay vì không nghĩ, chúng ta có nghĩ, nhưng chúng ta sẽ sắp xếp như nào? Sắp xếp như nào để cho cái tờ giấy này nó vẫn trắng, vẫn đẹp và vẫn gọn gàng? Việc gì cần thì cho trong đầu, không cần thì cho ra ngoài. Đấy là lý do tại sao mà cô luôn giữ được cái đầu của nó nhẹ nhàng như thế đấy. Đúng. Nhưng mà đúng sau như người nói nó được nhưng mà làm không được. Đúng. Vậy nên phải tập à? Trên đời này đâu có ai sinh ra được biết đấy. Mình biết cả môi trường của ai. Thì nếu mà làm được rồi thì đâu có sinh ra những cái thầy giáo hay lớp học làm gì đâu. Nếu mà có thầy thường xuyên nhắc nhở, thường xuyên chỉ. Đầu chúng ta giống một thẻ nhớ này. Nó chỉ được giới hạn thôi. Cô có một cái thẻ nhớ này mà cô nhốt, bỏ mọi dữ liệu vào đây. Đấy. Bỏ mọi dữ liệu vào đây nó cứ chồng chéo nhau. Có phải đến nó quá tải, nó không thể làm được dùng được không? Thay vào đó giống như chị kia. Nghĩ cái gì? Đầu tiên cứ gạt hết ra ngoài đã. Giống như một đứa trẻ. Đầu nhẹ tênh, vui vẻ. Nghĩ cái gì, lôi nó vào trong. Để giữa đây.
Đấy, nghĩ chán đi. Nên khi nào không muốn nghĩ nữa hoặc thấy nó không giải quyết được thì cho nó ra ngoài, lại lôi cái khác vào giữa. Nhiều cái một lúc có vẻ nó rối loạn, không thể nào mà giải quyết được không? Nhưng nếu từng cái một thì cái máy này nó sẽ giải quyết rất là nhanh, rất là dễ. Đây là một cái hình thức sắp xếp suy nghĩ thôi, nó không gì to tát cả. Nhưng muốn thay đổi con người bên trong của chúng ta phải thay đổi từ suy nghĩ. Suy nghĩ và cách nhìn nhận rất là quan trọng. Giáo lý nhà Phật dạy rất là đơn giản thôi. Con người cần phải tu. Tu ở đây là gì? Là tu dưỡng bản thân mình. Vậy tu dưỡng bản thân mình là cần phải làm gì? Học cách buông bỏ, thay đổi suy nghĩ, hành thiện tích đức để cho bản thân mình tốt hơn, thiện hơn. Đấy là cái tu mà Phật nói, chứ không phải đi ra chùa đọc kinh. Phật không có bắt ra chùa đọc kinh. Thời Đức Phật ngày xưa, Phật ngồi gốc cây, nhưng không phải ở chùa. Vậy làm nào để tu dưỡng được, thay đổi được bản thân, thay đổi cách nhìn nhận này, thay đổi tư duy này, thay đổi cách suy nghĩ, nhìn nhận và tác động chính vào cái tâm lý của chúng ta bên trong. Khi tâm lý thay đổi được thì tự khắc năng lượng của cơ thể người đó nó sẽ khác. Bản chất là tay của chúng ta, ví dụ như để bên ngoài thì gần một cái vật ấm ấy, nó sẽ rất thoải mái, đúng không ạ? Còn nếu để vào trong tủ lạnh thì hoạt động của bàn tay nó sẽ kém đi, đúng không ạ? Vậy những cái gì ấm sẽ là tốt cho cơ thể chúng ta, lạnh nó sẽ là hại. Và đương nhiên là âm cũng vậy và dương cũng vậy. Da tiên thì sẽ là ấm, những cái gì tốt cho chúng ta nó sẽ là năng lượng ấm. Thực chất là những cái phần âm ấy, ma quỷ nó cũng là những dạng năng lượng này. Tà sẽ là lạnh, tốt sẽ là ấm. Phật, thánh và gia tiên đều là ấm hết. Mọi người nhìn lên ban thờ mà nhìn cảm thấy lạnh lẽo ấy, thì chắc chắn là không có gia tiên ở đấy đâu. Nhưng mà nhìn lên cảm thấy ấm ấy, thì trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và vui. Đấy là gia tiên có vẻ đỡ. Bản chất trên thế giới này đều là năng lượng thôi. Mọi thứ đều là năng lượng, cái gì cũng là năng lượng thôi. Vật chất là cái ly này, nhưng nó đều tỏa ra năng lượng. Nó đều có năng lượng hết, chẳng qua là cũng không cảm nhận được thôi. Các cụ có câu là sao nhỉ? Nhất mệnh nhì vận tam phong thủy. Cái mệnh và cái vận ở đây nó là cái gì? Mệnh nó chính là mệnh của con người ấy. Con người sinh ra khỏe mạnh từ nhỏ hay là ốm yếu, nó là do bản thân chúng ta được ông trời sắp đặt sẵn. Đấy là cái mệnh. Vận là vận trong cuộc đời, từng thời kỳ nó tới, chúng ta có nhân duyên gặp được những cái người chỉ điểm hay không, hay những người hướng dẫn hay cho chúng ta bài học hay không. Đó. Còn phong thủy là cái thứ ba thôi, là những cái từ bên ngoài này. Việc trị liệu cũng vậy, cũng là phong thủy. Từ cái là cái thứ ba, nó từ bên ngoài tác động vào cơ thể chúng ta thôi. Cái chính nó vẫn là vận. Mệnh đầu tiên trong vận, mệnh thì không thể thay đổi rồi. Bởi vì cái đó là cái ông trời sắp đặt sẵn. Chúng ta sinh ra như nào, nhưng chúng ta có thể thay đổi ở cái là vận. Vận và phong thủy. Vận thay đổi bằng cách ấy, ông trời thường bảo là gì nhỉ? Các cụ thường bảo là cái gì thay đổi được cuộc đời nhỉ? Sống lương thiện à? Sống lương thiện tích phúc sẽ thay đổi được cái số phận của mình. Đấy là một cách cải vận. Người ta gọi là đấy là cải vận. Tại sao lại vậy? Tại sao lại vậy? Tại sao sống thiện để thay đổi được cuộc đời của mình?
Tại sao chị? Tại sao? Mọi người có đặt ra câu hỏi tại sao? Tại sao? Chị nghĩ là nếu mà sống thiện ấy, thì sẽ được nhiều người yêu mến, đúng không? Vì mình làm điều việc tốt thì bản thân trong người mình đã là thấy không phải lăn tăn gì nữa rồi. Sau đó thì nếu mà có nhiều người tốt, người ta nghĩ về mình những điều tốt thì có khả năng là đấy cũng là năng lượng tốt cho mình. Vâng. Theo chị hiểu như thế. Đó là một cách nói đúng, không sai. Khi mà chúng ta có tâm thái nhẹ nhàng, tốt, luôn nghĩ điều thiện thì tự khắc chính là cái bản tâm chúng ta bên trong ấy tác động vào cái cơ thể vật lý này, tạo ra cái năng lượng tốt từ người chúng ta tỏa ra. Và khi chúng người khác họ nhận được điều tốt ấy thì họ cũng sẽ tạo ra một cái năng lượng tốt như vậy, nó sẽ tỏa ra và nó ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta cũng sẽ nhận thêm được cái năng lượng đó là tốt vào người nữa, thì tự khắc là những cái mà vận không tốt chúng ta ấy, khi mà người năng lượng, người chúng ta này tỏa ra năng lượng tốt ấy, thì những cái gì mà xấu ấy nó sẽ thường thường là tránh xa những cái tốt. Tức là năng lượng xấu, âm và dương bao giờ cũng vậy, nó sẽ ở gần nhau, hòa quyện nhau, nhưng nó sẽ tránh, tức là nó có một, bao giờ âm với dương nó sẽ có một cái lớp màng ngăn cách. Đấy. Khi mà bản thân chị tạo ra cái năng lượng dương tốt ấy thì âm nó sẽ phải bị đẩy lùi. Cơ thể của chị nó chỉ giống như là một cái bình ấy thôi. Khi mà nước nhiều hơn cái phần trống này đấy, chị đổ nước vào, chính là cái cách mà chị thay đổi cái tư duy tâm lý của chị ấy. Suy nghĩ của chị thì tự khắc chị tích tụ làm cho mình những cái suy nghĩ thiện, thì cái thiện đấy nó sẽ cao lên và cái xấu nó sẽ bị đẩy ra, đẩy nhỏ đi. Thì khi mà cái bình nước ấm này thiện của chị nhiều thì những cái thiện nó nhìn thấy vậy nó sẽ được thu hút lại. Một cái trạng thái như các bạn trẻ bây giờ hay gọi là cái gì nhỉ? Cái cách để kích những cái tốt ấy, người ta hay thu hút kiểu đấy, dùng cái năng lượng để thu hút kiểu đấy. Một trạng thái vậy thôi. Đấy, cải vận như vậy chỉ có duy nhất cách đấy thôi, chứ không có đi di cung hoán số mà cải được mệnh đâu nhá. Nếu mà di cung hoán số được mà cải được mệnh ấy thì ông chủ tịch nước cũng đi làm đầu tiên. Số phận của con người không bao giờ thay đổi được, chỉ có tích phúc làm thiện thì mới có thể thay đổi được cái vận mệnh của mình thôi. Ông trời sắp đặt ngày hôm nay giờ này chúng ta sẽ bị ngã gãy chân, cái đó chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng nếu như chúng ta tu dưỡng, tu bản thân mình này, làm nhiều việc thiện này, tích phúc này, thì khi mà chúng ta xảy ra cái điều ngã đó, nó sẽ không bị gãy chân mà sẽ bị giảm nhẹ đi. Đây là cách mà đổi vận. Chứ còn đi nói thật mọi người đừng giận. Cái này nó chỉ là một phần nhỏ trong cái em đang làm thôi. Em thì đang chữa những cái bệnh mà đi viện khám không ra, làm 6 năm này. Và cái năng lượng này chỉ là một phần nhỏ trong cái em làm thôi. Nói thẳng luôn là em cũng là người khác đấy. Nhưng mà từ 6 năm làm âm bây giờ chưa bao giờ em di cung hoàn số cho ai hết đó. Bởi vì cái đó nó không có làm được. Người ta làm thế chỉ là để tâm lý cho mọi người thôi. Đúng rồi. Chứ còn cái đó nó không. Một cái trạng thái người ta làm như vậy để mọi người an tâm. Cái tâm của mọi người không còn động nữa ấy, thì cái năng lượng mọi người nó tỏa ra nó cũng tốt. Nó tốt thì tự khắc là những cái xung quanh mọi người nó sẽ tốt theo thôi. Cho nên người ta làm như thế không được tác dụng gì. Cúng chỉ là một hình thức ấy, là gửi đồ lên cho các ngài để tỏ lòng biết ơn thôi, của mình với người âm thôi, chứ không có ấy được những cái kia đâu. Những cái thầy đồng họ cúng đấy, thực chất ấy là họ dâng lên để xin các ngài giúp đỡ thôi. Còn thầy thực sự có năng lượng ấy, họ sẽ không có làm cái đấy đâu.
chị có muốn cảm nhận một chút về cái phần âm không? Tức là như này nhá, những cái chúng ta học là tâm lý này và massage này, trị liệu này, nó chỉ là cái tác động bên ngoài và là một nửa của cái việc ảnh hưởng đến sức khỏe thôi. Còn một nửa khác nó là cái phần tâm linh, mọi người có thể được trải nghiệm. Tuy là ở đây sẽ có người cảm nhận rõ, người chưa rõ, tùy vào cái cơ thể của mọi người cảm nhận tốt hay không. Đây là ngoài này một chút thôi, cho mọi người trải nghiệm thôi. Mọi người biết gọi là biết thôi, chứ còn bảo để biết càng nhiều càng khổ đấy, không sướng đâu. Đúng, biết càng nhiều càng khổ đấy, sau này cứ băn khoăn như thế nó không hay. Ví dụ nhé, huyệt đạo của con người thường thường là sẽ ở lòng bàn tay và lòng bàn chân, nó là dễ thông khí với lại bên ngoài nhất. Cái năng lượng hay đi vào ở lòng bàn tay, lòng bàn chân này, các luân xa của con người, bảy luân xa đấy, thì khí nó sẽ ra vào ở những nơi đó nhiều. Và thường thường ấy, nó sẽ ở lòng bàn tay và lòng bàn chân là nhanh nhất và nhiều nhất. Những cái dây thần kinh sẽ chạy ra các đầu ngón tay này, và để cảm nhận âm tốt nhất ấy, thì đầu ngón tay này là nơi cảm nhận tốt nhất, xong mới đến lòng bàn tay. Đầu ngón tay này nhé, các dây thần kinh rất nhạy cảm nhá. Vì bản chất âm nó là năng lượng, cái gì nó là năng lượng hết á, và đồ vật này cũng là năng lượng. Nếu chạm vào như này là năng lượng vật chất, còn nếu để như này nó là năng lượng tỏa ra từ cái này. Đó, hai dạng năng lượng khác nhau nhé, không phải là một nhé. Một vật nó tỏa ra, đây là cái vật vô chi, nó sẽ tỏa ra hai dạng năng lượng khác nhau. Nhưng người ấy, nó tỏa ra rất nhiều dạng năng lượng khác nhau. Cái gì càng phức tạp thì càng tỏa ra nhiều cái phức tạp, cứ hiểu vậy. Ví dụ nhé, cô muốn cảm nhận không? Thực ra thì phần âm ấy nó không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Thật đấy. Chỉ là mọi người không biết thôi. Cái gì cũng vậy, tâm lý đóng một vai trò rất quan trọng. Nhưng mà cô không biết ấy, thì cô vẫn cứ sống như vậy, cô vẫn cứ bị như vậy. Chẳng qua cô không biết thôi, thì cô không sợ. Nhưng khi cô biết là những cái đó là ở trên người mình hàng bao nhiêu chục năm mình sống này, thì khi cô đó cô biết, cô mới sợ. Nhưng cô không biết thì nó vẫn ở đấy thôi, và cô biết thì nó cũng vẫn ở trên người cô thôi, chứ mà vẫn vậy. Đấy nhỉ? Cô cho tất cả các khách hàng đều được thử. Cũng được. Cái này mời từ cô Thắm đi cơ. Được. Thắm mạnh mẽ. Để lên xem cho mọi người cảm nhận cái gì cho nó dễ. Đầu tiên là cái này đó. Mọi người vào trong phòng này thì thấy nó khác với bên ngoài gì không? Mọi người có thể thử nhé, đứng ngồi trong phòng này này, và mọi người ra ngồi ngoài cửa xem hai cái nó người nó khác hẳn nhau đấy. Bởi vì cái này nó thật với mọi người cũng không giấu làm gì cả. Vì trong phòng này ấy, em có dùng cả âm lẫn dương. Những cái cây đây là cái cách để dùng mệnh để phần dương phong thủy thôi. Còn chấn âm ấy thì cũng dùng kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng nó là năng lượng âm. Nên trong phòng này được chấn cả hai này. Trong này những cái người mà ví dụ mà bị phần âm tác động mà hay bị đau đầu ấy, thì ngồi từ nãy giờ sẽ chẳng thấy đau đầu đâu. Và trong này sẽ thấy người nhẹ thoải mái
hơn là bình thường ở ngoài. Chỉ cần từ đây và ra ngoài cửa đã khác nhau nha, chứ không cần phải đi tận đâu vậy. Người âm là một dạng năng lượng âm. Mọi người giờ cho mọi người sờ thì nó sẽ khó hơn là những cái bạn rắn, động vật. Đây là bạn rắn. Không nhìn thấy đúng không ạ? Tâm linh nó là dạng năng lượng, nó là dạng vô hình, mọi người không thể thấy được. Bây giờ mọi người chìa tay ra, các cô cứ chìa tay ra, một tay thôi là được, không cần phải hai đâu. Đầu ngón tay là nơi nhiều dây thần kinh nhất nhé. Đây cô sẽ cho các cô cảm nhận, cô cảm nhận nhớ cảm giác đầu ngón tay của cô nhé, nhớ trạng thái bây giờ nhé. Sau đó sau khi để vào thì con thấy nó khác như nào nhá, con nhớ nhá. Xong bây giờ con để nhấc ra được không? Chưa rõ ràng. Đúng, năng lượng nó không thể rõ ràng được, nó chỉ hơi cảm giác. Vừa rồi tâm cô nó hơi hồi hộp nha, bản thân cô hơi hồi hộp, cô cứ bình tĩnh, bình thường, không gì to tát cả. Tâm tĩnh, năng lượng trong cơ thể con người, bản thân mình ấy, nó ở một trạng thái gọi là hài hòa với tự nhiên thì nó sẽ cảm nhận tự nhiên nó dễ. Còn nếu như tâm hồi hộp như vừa rồi ấy, thì tự khắc năng lượng trong người nó sẽ thay đổi, thì cảm nhận nó sẽ rất khó. Vừa rồi chính vì cô hồi hộp như vậy ấy, thế nên cô tự tạo ra một cái màng để giữ an toàn cho mình. Màng năng lượng. Không có gì to tát đâu. Lại. Đây nó giống một trò chơi thôi mà. Rất nhẹ, hơi mát mát nhẹ, chỉ tị thôi. Đúng, âm là vậy. Nào, đến chị. Cảm nhận đầu ngón tay của cô nhé. Có sao cô nghe không? Không sao. Sao cô không hiểu sao này, khó chịu ở đây này, với lại đằng sau đầu đúng không? Không biết tại sao tự dưng mình thấy khó chịu hai chỗ đấy đúng không? Trên tay đang cầm là bản rắn. Ai có nghiệp với rắn thì đương nhiên là trên người đấy sẽ bị rắn họ tác động thôi. Không sao, cái này là cái phần nửa của bài học khác đây, cho mọi người trải nghiệm thôi chứ không cần biết để làm gì. Đó, đầu ngón tay hơi tê tê tí. Không rõ ràng đúng không cô? Nhưng một chút. Âm là vậy. Cô có thể hiểu không?
hơi nặng nặng tí. Như kiểu có cái ẩn hồi mà. Hơi nặng nặng tí thôi. Đó, âm là vậy. Thôi cái này phần thứ hai mọi người không nên biết để làm gì kìa. Cô đấy hợp khi mà cô ngủ ấy, là cảm giác là cô hơi bị chìm người, thế hay gặp là đúng. Cô này khi cô ấy ngủ là linh hồn của cô ấy là hay cô ấy thân xác thì bị chìm người nhưng hồn thì kiểu như là đứng dậy gặp họ ấy. Đấy, vậy không sao đâu, cái đấy không sao đâu. Họ đâu có hại gì đâu mà nặng nề. Bao giờ cũng vậy. Thực chất thì người âm họ trải qua nhiều cái đau khổ hơn mình. Nếu để nhìn nhận ấy, thì người âm họ tốt hơn người dương nhiều. Họ hiểu đi lẽ hơn. Thôi cái phần này nó là cái phần thứ hai. Chúng ta không dùng đến. Chỉ cần biết về cái tâm lý nó tạo, nó ảnh hưởng đến năng lượng của ta là được. Suy nghĩ ảnh hưởng đến tâm lý ảnh hưởng đến sức khỏe, còn sức khỏe ảnh hưởng đến suy nghĩ. Đúng rồi. Vòng vòng. Đúng là nghĩ ít thôi. Thì nó sẽ không ảnh hưởng tâm lý và không ảnh hưởng sức khỏe. Không làm được. Mà mình nghĩ quá nhiều. Và trong cái vòng tuần hoàn đấy, chúng ta sẽ tác động vào hai cái. Những buổi sau cần phải làm gì, chúng ta sẽ tác động hai cái. Thứ nhất ấy, là phải ngồi làm sao. Nói thẳng luôn là chúng ta một dạng kiểu ngồi thiền thôi. Nhưng thiền là thiền định. Thiền định. Thiền định này để mục đích ấy, là giúp cho tâm chúng ta vững mạnh hơn là một. Thứ hai là khí có thể đi ra đi vào một cách tốt hơn. Thứ ba ấy, là cho suy nghĩ của chúng ta nó thay đổi. Những cái chúng ta tác động chỉ vậy. Bao giờ cũng vậy. Một cái vòng tròn có bốn thứ thì chúng ta phải tác động vào những thứ bên ngoài. Còn bảo mà một phát tác động từ bên trong thì nó thật là không ai làm được cả. Phải dùng bên ngoài tác động vào cái ở bên trong sâu thẳm. Nó giống như một vòng tròn này. Một cái bên ngoài, hai bên ngoài. Đó là một vòng tròn giống như này, giống như trái đất này, hệ mặt trời thôi. Nó giống như hệ mặt trời ấy. Mặt trời trong, trái đất các thứ bên ngoài. Nó là một dạng năng lượng, cơ thể của người cũng vậy. Giống như một dạng năng lượng hệ mặt trời. Cái tâm sâu thẳm bên trong của chúng ta, đây là suy nghĩ, đây là huyệt đạo khí ra vào. Đây là cái gì nhỉ? Bảo cái gì quên mất. Tâm lý này, suy nghĩ này, tâm trong này, suy nghĩ này, khí này, khí, đây cách nghĩ thôi. Ba cái chúng ta phải dùng tác động vào ba cái này. Bởi vì nếu mà từ bên trong này chỉ có mọi người mới tự làm được cho mọi người thôi. Bảo người khác từ bên ngoài mà một phát có thể làm thay mọi người là không ai sống thay ai được cả. Tự bản thân mỗi người mới thay đổi thôi chứ không ai thay đổi hộ được đâu. Người ta chỉ có thể là tác động bên ngoài những cái mà mọi người đang yếu kém để ảnh hưởng đến cái bên trong này. Sau đó mọi người mới dần dần tự giúp mình, tự bản thân mình phải điều chỉnh bên trong để tốt lại ra ba cái bên ngoài này. Giống như một vị bác sĩ ấy, bác sĩ thì có thể cho thuốc này, cho ba cái thuốc bên ngoài này. Sau đó mọi người uống thì ba cái thuốc ngấm dần vào bên trong mọi người. Sau đó cơ thể mọi người khỏe thì mới ba cái bên này ngoài này mới khỏe được. Nó giống như vậy.
suy nghĩ, khí, cái gì nhỉ? Mà nghĩ khác lắm. Không sao. Những cái này ảnh hưởng nhau. Để xem nào. Khí, suy nghĩ, huyệt đạo. Khí, suy nghĩ, huyệt đạo. Huyệt đạo để khí ra khí vào cho tốt thì vẫn cứ phải ngồi thiền. Nhưng mà ngồi thiền ở đây thì hơi khác với các thầy một chút đấy chị. Bởi vì bản chất các thầy ấy là chỉ dạy mọi người ngồi thiền là dựa vào cái thân vật chất, còn để thiền được tốt nhất ấy là không chấp vào cái gì cả. Thiền của em là theo thiền nguyên thủy ấy, theo Phật giáo nguyên thủy, chứ không phải là thiền theo các thầy bây giờ đâu. Các thầy bây giờ họ thì đúng là đầu tiên để mà có thể xuất phát được từ cái không ấy để mà thiền ấy thì rất khó. Nếu như em ngồi đây cũng có thể vẫn đang thiền được, vừa nói chuyện với mọi người vừa thiền được, kể cả nằm ngủ cũng có thể thiền được, hay đi cũng có thể thiền được. Nhưng mà để đến được cái đó thì đúng là phải xuất phát từ cái cơ bản, là phải dựa vào khí của mọi người. Mọi người phải dựa vào cái hơi thở mọi người thật. Đấy là cái cơ bản nhất, cần phải bắt đầu từ cái thấp đấy. Để có những người đặc biệt thì họ không cần bắt đầu từ như đấy. Nó nghe là một phát là từ cái ý niệm luôn. Cái thiền cao nhất không phải là ở thân xác trần đấy đâu, mà thiền ở ý niệm. Thế nên khí tốt nhất không phải khí ở trong cơ thể chúng ta. Các thầy ấy, dù là thầy về trừ tà hay là thầy về huyệt đạo hay là năng lượng ấy, họ đều dùng cái năng lượng cơ thể của họ hết. Vậy năng lượng cơ thể của họ nó chỉ tốt hơn cơ thể bị bệnh của chúng ta có một chút thôi, không nhiều. Vậy năng lượng ở đâu để tốt nhất? Năng lượng của vũ trụ. Vậy làm nào để có thể tiếp thu được cái năng lượng của vũ trụ đấy, để tăng cái năng lượng trong cơ thể của chúng ta lên? Vậy chúng ta phải học cách. Thực sự là trước giờ ấy, là nhiều người muốn em dạy về cái việc thiền đó, nhưng không dạy. Có thể là chưa đủ duyên. Nói thật là cái lực lượng fan của em đông lắm. Bởi vì em làm 6 năm rồi. Người kiểu gì cũng có, họ muốn học về thiền rất là nhiều. Em không dạy. Bởi vì có thể là chưa đủ duyên và các ngài cũng không cho. Nhưng hôm nay để dạy mọi người được về cái tâm lý này thì chắc chắn là phải dạy xem một chút về thiền. Thế này nhé. Bây giờ cô cảm nhận cái khí ở hiện tại đây. Xét theo ngũ hành như này ấy, là cái khí trong người mọi người nó sẽ tăng lên đấy. Thì mọi người mới chỉ thấy thì cũng tốt hơn ở bên ngoài thật, nhẹ nhàng thoải mái hơn. Nhưng bây giờ chị cảm nhận nhé. Bây giờ sẽ kéo một chút khí từ vũ trụ về để cho chị cảm nhận, xem chị thấy nó khác như nào nhé. Ban đầu khi cơ thể chị nó chưa quen ấy, thì sẽ thấy hơi sốc một tí đấy. Nhưng nó sẽ thấy khác hẳn với lại khí ở trái đất luôn đấy. Chị cảm nhận nhé. Nhớ trạng thái hiện tại này. Đây, các chị ngồi ở ngoài nhìn nhé. Nhìn vào người của chị ấy và nhìn vào người của chị khác, xem mắt mình cảm thấy nó rõ và mờ khác nhau như nào. Chị là người chị nhé. Cái năng lượng đấy nó vẫn bao quanh, hơi hồi hộp, kiểu như là nó chưa quen đấy. Hơi hồi hộp một tí. Nhưng thấy nó nó cứ vui vui, thoải mái cái gì, nhẹ nhẹ. Thế đầu mình tỉnh hơn vừa đấy không? Vừa đấy cảm giác trầm hơn đúng không?
Đây là khí nó vẫn đang bao quanh chị nhá. Để rút hết cái khí vũ trụ ra chị thấy khác ngay bây giờ. Đó, thấy dần dần nó bị mất không? Cảm thấy gì không? Hơi khó đúng không? Không sao. Chị muốn thử không? Chị lên đây. Mời chị lên đây. Bao giờ cũng vậy, đã chỉ cho mọi người thì chỉ cho những tốt thôi, chứ không ai đi làm xấu đâu. Chẳng qua là thầy đấy có biết là cái đấy xấu hay không thôi. Huyệt đạo của chị thấy khí ra vào tốt hơn là chị này. Đan điền của chị cũng tạo ra năng lượng dương ấm hơn, tốt hơn, nên chị sức khỏe hơn chị này mà chắc. Chị mỗi cái đầu này. Không sao, dần dần. Để xem nào. Có nhiều cách. Một đấy là có thể rút khí âm trong người chị ra. Hai là có thể là bổ sung năng lượng dương ở ngoài vào. Chị muốn lựa chọn cái nào? Chị muốn rút cái khí âm trong người chị ra. Rút ra thì cũng được. Rút ra thường thường là rút ra ngoài nó sẽ ảnh hưởng những người xung quanh, nhưng thôi. Không. Chị cũng nghe đấy. Như em thì em có thể thu nó vào một cái chỗ khác được. Người xung quanh sẽ không bị ảnh hưởng. Chứ ảnh hưởng đến người khác là không cần. Chị cảm nhận hai lòng bàn tay của chị nhá. Đợi đầu đang nặng, cứ từ từ đầu nó dồn hết lên trên âm khí lên trên đầu ấy, thế nên đầu sẽ thấy nặng, thế là đúng thôi. Chỉ cần hai lòng bàn tay nhé. Sao thấy khí từ trong người chị nó đang truyền ra hai lòng bàn tay, nó đang ra hơi mát mát không? Cả người. Âm khí trong người chị ấy nhiều lắm, đang hút ra chị. Chị cảm nhận nhá, đang được hút ra nên đầu tiên hai chân chị nó sẽ nhẹ đi và nó hơi tê một tí. Đang nhẹ đi rất nhiều. Chị này huyệt đạo và khí thông hơn, thế cảm nhận sẽ tốt hơn. Hai bàn tay cảm giác như nó đang có khí nó bốc lên. Đầu sẽ nhẹ hơn chưa? Nhẹ hơn. Đợi chút nữa để hút thêm nữa chị. Nhưng nói trước là chị sẽ cảm thấy hơi mệt một chút nhé. Bởi vì sao? Bởi vì giống như cái bình nước này. Cái khí âm nó giống như nước đang tồn tại. Hút cái nước này ra thì tự khắc cái bình này sẽ trống. Trống cái đoạn mà có nước này. Thì chị sẽ thấy mệt. Nhưng tí nữa khi đan điền của chị nó sản sinh ra năng lượng ấm ấy, thì nó sẽ tỏa ra, mọi người sẽ lại trở lại bình thường và nhẹ thoải mái. Vẫn đang hút khí âm như chị đấy, đổi tí. Chị cảm nhận tốt. Chị này chắc là đi trị liệu nhiều, thế nên phải đạo nó mới thông như này. Trị liệu nhiều hoặc phải đạo nó mới thông như này mới cảm nhận tốt thế này, chứ còn như người khác thì khó hơn. Tâm sinh lý và bên ngoài, bên trong, bên ngoài cái kết hợp, mình cảm nhận được rõ như này. Phần này đầu của chị hơi nặng này, phần gáy hơi nặng này, đỉnh đầu có một chút đó, những chỗ đó chị đang nặng, nhưng mà trong đầu thì thấy nhẹ đi được đi một nửa rồi.
Năng lượng trong người thay đổi nhanh quá thì chị sẽ thấy người chị nó kiểu là không không thể nào mà tiếp nhận nhanh như thế rồi đấy. Bây giờ dừng lại nhá, sẽ đỡ dần này. Đấy, ngồi im một tí, đan điền nó đang sản sinh năng lượng dương, nó bù vào những cái chỗ mà bị hút ra, chị sẽ cảm thấy ổn lại. Đấy, bây giờ đang ổn lại này. Đấy, lòng bàn tay hết mát. Đấy, người chị, trong người chị đang thấy ấm dần lên này. Được chưa? Đó, nó đang tỏa đều, thế tỏa đều ra khắp cơ thể chị này. Trên đầu chị vẫn còn hơi nhiều âm, nó chỉ được một nửa thôi, 50%. Cái khoảng này rất nhiều âm, thấy khí nó chỉ tỏa ra hai bên này của chị. Bên tay phải nhỉ? Thôi được rồi, dù sao cũng có duyên với chị, để dùng bát quái điều hòa khí trong người cho chị cảm thấy tốt hơn một chút nhá, chị cảm nhận nhá. Bây giờ người chị đang hỗn loạn khí, bây giờ sẽ dùng bát quái, nó sẽ phân biệt rõ âm và dương. Chị cảm nhận người chị nhé. Bên này bây giờ sẽ lạnh, nửa người bên này sẽ lạnh nhé. Nửa người bên này sẽ ấm, khác hẳn nhau luôn đấy. Để dồn hết khí ra. Sao? Người đang thay đổi không? Thế hay không? Người đang thay đổi thế hay không? Đây đây, em đang dùng năng lượng của em để tác động vào năng lượng cơ thể chị nữa. Thấy một nửa lạnh, một nửa nóng khác nhau không? Có, nhưng bên phải nó nóng dịu hơn rồi. Trạng thái cơ thể để khỏe nhất ấy, thì năng lượng âm và năng lượng dương phải hòa hợp và tản đều khắp cơ thể thì nó mới là trạng thái tốt nhất. Đây, bây giờ cho âm với dương hòa quyện với nhau. Chị cảm nhận người chị hơi hồi hộp một tí nhé. Âm với dương nó chuyển động trong người. Đấy, như vòng xoáy. Đấy là bát quái đấy. Hòa quyện nhau. Hòa quyện nhau, thấy nó tụ hết ở phần giữa không? Chỗ tay của em này. Tí người chị sẽ nóng ngay bây giờ ấy. Đang nóng dần đi. Tỏa đều khắp người. Sao thế, nó đẩy nó tỏa khắp người không? Người sẽ ra hơi ra mồ hôi tí nhé. Nóng. Thấy người dễ chịu như đi massage, như massage ở ngoài không? Đấy là cái tác dụng của khí ấy. Một phần nhỏ trong cái chúng ta học, nếu như mọi người có căn duyên sau này em sẽ dạy cho cả cái bát quái này nữa, mọi người có thể tự điều hòa khí trong người của mình được. Thì khác không? Thế là đầu tỉnh táo không? Đầu tỉnh táo, người nhẹ không? Đấy mới chỉ là một nửa nhé, một nửa gọi là 1/3 của người chị thôi. Đây là cho mọi người trải nghiệm thôi. Thế còn để được trình độ này thì sẽ phải học lâu đấy. Chị cảm nhận rất tốt không? Đúng, chị cảm nhận rất tốt. Thừa nhận. Cảm ơn thầy. Cảm nhận tốt. Sao làm sao cái nhẹ cái đầu là sướng. Có thể cho nó về cái hàng ở dưới. Được ạ. Cô hay không? Cô đi đến để... Cô này, cô cũng mà để chắc đi để có ăn. Ngồi từ sáng đến tối. Cô thắng không bị đau chân. Thì bảo rồi mà, năng lượng của người cô nó kết hết lại thành những cái cục cục này, thì cô sẽ bị đau khắp người, không phải một chỗ đâu. Thế năng lượng của người cô nó dồn hết đằng trước ấy, nên cô bị sẽ bị đau đằng trước là nhiều hơn đằng sau.
Người cô này, người cô này ấy, thì năng lượng âm và năng lượng dương nó dồn ở phần này hất lên trên nhiều hơn là từ chỗ này xuống dưới này, chỗ từ chỗ này đến chỗ này này. Đấy, thì thấy sẽ hay bị mỏi và đau. Thế năng lượng chỗ này nó không có mấy. Thấy năng lượng xấu ở bên ngoài là bám vào đau nhiều hơn. Nó là nhân duyên đấy, chứ bảo mọi người mà tìm được ai có thể ngồi một chỗ mà điều khiển năng lượng trong cơ thể mọi người như thế là hầu như không có. Các thầy ấy là họ dùng năng lượng cơ thể của họ, họ sẽ tác động chạm trực tiếp vật lý vào người mọi người này thông qua lần sau số 7 này. Nhưng cái năng lượng cơ thể của họ không có tốt đâu. Bởi vì khi mà họ làm một hai người đầu ấy, họ truyền hết cái năng lượng dương của họ rồi ấy, họ sẽ truyền sẽ năng lượng âm của họ sang những cái người sau. Thì những cái người mà sau ấy là toàn những cái xấu của họ thôi. Còn đây ngồi một chỗ, dù chỉ ở bất kỳ đâu nhé, dù là bên nước ngoài cũng có thể là điều khiển năng lượng được như vậy. Cái này thì nó cũng là một cái dạng năng lượng điều khiển tác động từ ngoại lực thôi, giống như massage này thôi, chỉ có điều là bằng phương pháp khác, tức là phương pháp thiền nhưng không phải là trị liệu massage. Đấy, bấm huyệt này, khí này, đấy nó đều là những cái đấy. Trong thiền nó lại phân ra là thiền để định tâm khác, thiền để thu khí khác. Cái vừa rồi là điều khiển khí, tức là thiền kiểu thu khí. Đấy, nhưng bao giờ cũng vậy. Học tâm thì để giúp chị một chút, nhưng mà chị sẽ yếu hơn chị kia. Bởi vì chị kia chị niệm nhiều, chị cũng có thiền, chị sẽ ngồi chị cảm nhận tốt hơn và khí ra vào tốt hơn. Chị không bị gọi sao nhỉ, những cái khí nó đóng thành cục, tức là nó đóng thành cục từ lâu ngày rồi ấy, giống như chị với chị này, chị cũng bị nhiều, thế nên nôi ra thì chị sẽ hơi mệt đấy. Sợ là chị không trụ được như chị kia. Thôi một chút nhỉ. Thế huyệt đạo ở tay của chị nó cũng hơi thông thông, thế nên có thể nôi được. Cảm nhận cũng sẽ được một chút. Các chị cảm nhận hai lòng bàn tay và người chị nhé. Và trong người ấy, chứ không phải ngoài người nha. Về tâm linh thì dùng từ là làm pháp, còn về khoa học thì đây là điều khiển năng lượng, chẳng có gì to tát cả. Bản chất của mọi thứ trên thế gian nó đều là năng lượng, dù là người âm hay là gì. Của chị này nôi ra sẽ mệt hơn là chị kia, bởi vì nôi ra cho mọi người như này em cũng mất năng lượng của em. Chị cảm nhận này, chị này hơi sờn da gà một tí, chị này chị đang hơi sờn da gà bởi vì năng lượng âm trong người chị nó đóng thành những cái cục ấy, nôi ra nó hơi lặng, chị đang hơi sợ như là giống mình tí.
Sao chị thấy sao? Ngửa nhẹ đi được nữa nhỉ? Nôi ra như này ấy, thì về chị ngủ sẽ bớt bị chìm. Nhưng mà mệt lắm. Nôi chị xong mất năng lượng của em phải lắm. Chị thấy ngửa như nào? Trong người nó nhẹ đi. Trong lúc đấy thì là thấy hơi thở nó chậm đi. Và có thể cảm thấy là có lúc nó hơi hụt hơi đi một tí. Thì nãy có nói rồi đấy. Nãy có nói rồi đấy, khi nôi những cái âm này ra thì chị sẽ hơi mệt một tí đấy, kiểu vậy. Nhìn mặt em tái đi không? Bởi vì mất năng lượng. Cũng là dùng năng lượng, dùng năng lượng. Nhưng mà cái đó nó yếu hơn được cái mà em dùng. Bởi vì năng lượng mạnh nhất trên thế gian này không phải năng lượng nhân điện đâu, mà năng lượng vũ trụ. Cái năng lượng nhân điện chỉ có hiểu nó ở dưới đất thôi. Ngoài cái năng lượng từ tự nhiên này, là cây cối các thứ đấy, thì một phần khác là năng lượng từ cái con người tạo ra. Cái năng lượng nhân điện đấy thực chất là năng lượng con người tạo ra. Nó là một dạng năng lượng của con người. Đấy, chị có hiểu một dạng năng lượng của con người không? Chị thấy người bây giờ chị cử động nhé, thấy thoải mái hơn của đấy. Thấy mắt chị sáng hơn không? Một chút. Đó, bởi vì trong người chị được rút bớt âm ra thì cái âm đấy nó bớt ảnh hưởng đến những cái bộ phận của mình, từ mắt hay là vị giác hay các thứ. Bình thường chị ăn là không có mấy ngon đâu. Nhưng bây giờ thấy lưỡi của chị cảm nhận nó vị giác tốt hơn một chút không? Cái đầu lưỡi. Đây chị không để ý rồi. Đây chị không để ý rồi. Bản tính thích ăn thì cái đấy không nói rồi. Không phải là thích ăn đâu, nhưng mà nghĩa là ăn nói chung là cảm thấy là ăn cái gì cũng có thể ăn được, cái không có chê. Cảm thấy ngon miệng, đấy là gọi trạng thái cảm thấy ngon miệng. Cho cô hai cô cảm ơn. Cô ngồi từ đấy à? Vâng, mời cô lên này cho nó dễ. Sao cô? Có một có nhiều cách để có thể nôi âm trong người mọi người ra. Cái cách mà trực tiếp em nôi như vậy đấy ấy, thì rất là mệt em. Bây giờ sẽ dùng một cái cách khác, tức là cho mọi người tự quay để cho cái năng lượng âm trong người mọi người nó tự ra ngoài. Chị này hợp với cái việc quay hơn là cái việc nôi như thế. Chị này không có cảm nhận mấy, quay như thế sẽ dễ cảm nhận hơn. Chị này sẽ dễ cảm nhận hơn. Chị cảm nhận nhé, trạng thái hiện tại và sau khi làm cho thấy người nó khác như nào. Mọi người phải tìm được ai ấy mà cho mọi người làm mà biết được mọi người, cơ thể mọi người đang như nào luôn ấy. Như thế mới gọi là cái người có thể thấy được. Chị cảm nhận nhé. Thank you.
người hơi bắt đầu nóng lên và hơi chóng mặt tí, giống như cái cảm giác là mình đang quay tròn tại chỗ. Người nóng lên bắt đầu hơi ra mồ hôi một tí ở đây, ở này. Vâng. Khí thấy đang dồn lên đỉnh đầu, cái nóng nó đang dồn lên đỉnh đầu, sau đó thoát ra, người sẽ nóng lên. Giảm dần và người cô thấy nhẹ dần luôn. Âm trong người nhiều thì cho cô quay nhanh. Khi nó ra dần rồi thì người cô sẽ nhẹ đi và cái đó nó sẽ giảm dần. Người cô nó ít âm. Thế nhẹ người. Cái lấy tay lên nóng mà nó cứ dần dần ấy. Trong người cứ đi dần dần từ trên người, xuống. Người cô nó ít năng lượng âm. Thế là do cô lúc nào tạo cho mình được cái cảm giác vui vẻ. Nhẹ nhàng như vậy cô. Ngồi thế nóng lên. Đó. Người nóng lên, cái phần mặt cũng hồng như vậy. Cứ bừng lên đi. Cứ bừng lên đi. Đúng ra mồ hôi này. Đúng hôi này. Tức là thấy năng lượng vào người mình cứ nóng lên này, xong rồi nó cứ dần dần hết ngón tay này. Thầy truyền. Nếu mà mọi người này thì quan tâm thì mình sẽ thế nên thầy kiểu dạy phát thiền nhé, thiền của thầy thì mình sẽ khỏe, không chứ thiền như ở kia là đấy đâu, thiền của thầy sẽ rất là nhiều người nghiên cứu về truyền năng lượng vào đấy, người đấy người biển ngày xưa ấy đã đi chữa bệnh khí công rồi nên cảm nhận rất là tốt, khí công cũng là theo cách đây mấy năm em thiền rồi. Không giỏi đâu nhưng mà em ngồi thiền không được nghĩ cái gì đấy. Mình đi ngồi thiền để mình buông hết ra khỏi đó, mình không nghĩ đến công. Khi thầy truyền vào cái là chỗ người nó nóng màn đấy, nóng bừng hết cả lên rồi xong lên trên đầu này, xong đi xuống trên ngón tay. Tôi ngồi, tôi đang ngồi xong lại nghĩ cái việc nọ nghĩ việc kia, nhưng bây giờ là bắt đầu mình đang buông một tuần rồi. Đấy, cái buông bây giờ rõ hết được hít thở. Bây giờ thầy dạy cho cách buông. Buông là khó. Em cố lắm chị ạ, ngày xưa theo con. Ngày xưa cứ đang ngồi xong được đi một tí thôi, nó bắt đầu lại nghĩ chuyện khác, nghĩ đến còn chấp là còn khó. Đó là đang tự bây giờ lại nghĩ, bây giờ tự tin lại nghĩ kiểu trong đầu lại mình á. Cái việc gì xong rồi là bỏ mình ra khỏi đầu, không cần nghĩ đến nữa. Em nói đấy, em nói cái thế đầu của nó chứa quá nhiều dữ liệu luôn, nói thì dễ phải tập. Buông cần môi trường quá. Buông bỏ. Tập buông được có điều kiện là mình lúc ví dụ như mình có nhiều thời gian đi chơi thì nó buông bỏ ra cho sáng. Trước suy nghĩ ha, với lại cái gì ấm chất đây là cái trùng kim của em đó, nó đang đâu ạ? Có một cái rất đặc biệt. Có một cái rất đặc biệt. Buông bỏ không phải là quên hết đi.
mà buông bỏ để lúc áp mình đi đến cũng có lúc đi đến tầm đến là bắt đầu lại bờ nó ra. Có một cái đặc biệt nữa nhá, khi mà năng lượng người mọi người tốt ấy thì cái sắc diện ở trên khuôn mặt nó sẽ thay đổi theo, nó sẽ sáng, nó hồng hào, nhìn khỏe mạnh. Nhưng mà chưa liên phải đi massage nhiều. Thì nó mới khỏe lên. Nó có một ký huyết thì nó mới bấm huyệt. Cái gì cũng vậy cô ạ. Nó chỉ thông tâm huyết. Giống như nhảy. Đi tập rồi á, tập yoga rồi các thứ học nhảy. Nói chung cô Hương cũng học nhảy là vui nhất ấy, vui nhất luôn. Nhảy tinh thần đầu tiên. Nhìn nha, nghĩa là như bây giờ mà em cứ nghe nhạc là em muốn nhảy rồi. Đấy, cần biết là mình đang cái tuổi nhảy thì đấy. Không, nhảy là một cái trạng thái kích thích vào cái suy nghĩ và nội tâm của ta thôi. Và cái ở chỗ mà hai vợ chồng ông bà tuổi cũng tập nhảy. Tạo cho mình niềm vui. Vui. Chị toàn là do những biến cố cực kỳ ảnh hưởng đến sâu sắc đến sức khỏe của mình này, đến sắc đẹp của mình, sau đấy ấp mình thức tỉnh. Và bắt đầu mình bảo tại sao mình lại như thế. Chính xác. Tự đặt câu hỏi và tự trả lời, sau đấy là tự làm thế thôi. Không người chồng rất là quan trọng. Nhưng sau đấy khi mình cân đối lại được thì bản thân chồng không là cái gì cả. Đúng là anh đi ra ngoài của người ta vì nhà nghiệp của tôi. Sao người chị là nội tâm đấy. Đấy, chị cũng rất nội tâm. Và nhưng ở bên ngoài của chị rất rõ ràng trong tất cả mọi người mối quan hệ. Chị nói thẳng luôn là tôi đi ra ngoài rất nhiều lần tốt. Nhưng mà đấy là học bị của họ lên cấp. Thế thôi. Còn với em, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Thế thôi. Là mình xác định luôn. Đắc em đi. An tâm cho mình. Bao giờ cũng vậy. Như sao không đấy. Tại vì em mới cần những cái khóa này. Mà còn nhiều lần chị còn nhiều buổi mà lúc là thu thì chị đều. Bao giờ cũng vậy. Cái gì nó cũng cần môi trường, giống như đi muốn ăn nhiên thì đi vào chùa, nó phải có môi trường. Em năng lượng nó kết hợp vào nó nhiều nó mới tốt được. Cô thì nó lại một thuộc vào một trạng thái khác. Cái năng lượng người cô ấy, do cái nội tâm của cô ấy là tự đẩy mình ra xa tất cả, là một trạng thái trầm lặng. Tức là ngồi gần đây này, vị trí thì ngồi gần nhưng cô cảm tưởng như là mình đang ngồi rất xa xa, càng ngày càng lùi ra xa. Đây là cái trạng thái tâm lý của cô, là một trạng thái gọi là buồn không phải là buồn hẳn, nhưng vui cũng không phải là vui hẳn, khóc không phải là khóc hẳn, gọi là trạng thái gì nhỉ, tự tách biệt mình với thế giới. Trường hợp của cô, năng lượng người cô không phải là xấu, nhưng đây là do tâm lý của cô ảnh hưởng đến năng lượng của người. Khí huyết huyệt đạo cũng thông, nhưng do bản thân mình tự đóng lại. Trường hợp của cô không cần phải như chị kia là nôi âm ra, hay là như cô kia là xoay tròn, mà trường hợp của cô chỉ cần là cho cô đến một môi trường tốt. Cô cảm nhận nhé, cô đang ngồi đây, cảm nhận người của cô. Và bây giờ sẽ cho cô tới cõi Phật, xem cô thấy bản thân cô, người cô thay đổi như nào nhé. Cô cảm nhận người này. Trước này, và bây giờ bắt đầu đi nhé. Người bắt đầu nóng lên, cảm thấy nỗi lòng của mình nó hân hoan lên một chút, kiểu vui nhưng lại hơi buồn,
bản thân mình. Nhìn lên cảm thấy rất là vui, như kiểu gặp lại cha mẹ mình ấy, kiểu vậy. Đặc biệt nhá, khi mà cho chị sang cõi khác ấy, chị nhìn vào chị ấy sẽ thấy rõ hơn là những người khác. Về đây nào. Đấy là trở lại bình thường như đấy. Vừa rồi đi thấy người nóng hơn nhiều. Thoải mái không? Cái trạng thái đó chưa bao giờ có. Trong tâm có trạng thái vui như vậy và an nhiên như vậy chưa bao giờ có, đúng không? Ở với những người nhà nhưng chưa bao giờ người nhà hiểu mình. Nó sinh ra một cái trạng thái tâm lý của cô như vậy. Chưa bà thấy trạng thái như vậy. Thấy hay không? Sao không hiểu sao lại hơi muốn khóc và cảm thấy vui à? Không hiểu sao lại thế à? Bởi vì vừa rồi bản chất ấy là cho hồn của cô lên cõi Phật. Hồn của cô nhìn thấy Phật, được lại Phật nên cảm thấy vui. Mỗi một người có một trạng thái tâm lý riêng. Cái này nó chỉ là một cái trải nghiệm để cho cô biết là cô đang ở như nào thôi. Mỗi một người là một cái khác nhau, một tâm lý khác nhau này, một nỗi đau khác nhau này, và cái cách trị khác nhau. Chưa bao giờ thấy cảm giác đấy. Đấy, bây giờ thì bình thường lại hay muốn khóc à? Tâm của cô cứ khóc này chết. Trải qua nhiều cái biến cố, nhiều cái cuộc đời của mình trong gia đình nó không được suôn sẻ, nên là cái tâm của mình đau khổ cứ khóc này. Trường hợp này cô cảm nhận người nhé. Trường hợp của cô thì cho sang chỗ khác. Từng người có nhân duyên với từng vị khác nhau và từng nơi khác nhau, không ai giống ai. Mỗi người có một cái căn duyên tu khác nhau. Hơi hộp một tí nhưng cũng thấy người nóng lên, cảm giác hơi nghẹn ngào. Cô cứ ngồi đấy cảm nhận. Bây giờ trạng thái này hơi kiểu như là muốn khóc một chút, cay cay sống mũi này.
tóc trở lại bình thường. Vừa rồi cô thấy nó hơi lâng lâng một tí, bởi vì cho cô nên, phần hồn của cô nên gặp mẹ Quan Âm thấy hơi khóc, than khóc hơi nhiều. Thôi về, không trách cô được, bởi vì là cái cuộc đời của cô, cái nội tâm của cô như vậy, chịu nhiều đau khổ, chỉ mình chỉ không ai hiểu, không tiêu được ai, chồng cũng chẳng hiểu. Cái năng lượng người cô nó sẽ vậy. Cái việc này nó chỉ là một cái trải nghiệm về năng lượng thôi. Cái quan trọng ấy, sau này mọi người muốn học sâu, hiểu sâu ấy, thì cái cơ thể mình này, nó không chỉ là một bản thân mình đâu, mà nó còn gồm tích tụ nhiều năng lượng của bản thể kiếp này và kiếp trước nữa. Nhiều lắm. Ngoài việc tu dưỡng cho bản thân mình kiếp này, còn phải tu dưỡng cho những cái, tại sao mà tượng Phật có ba tượng trên cao nhất giống nhau, biểu hiện cho điều gì? Quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ bao giờ gồm những cái gì? Các kiếp trước mình từng là người, mình từng sống, mình từng là động vật. Và hiện tại là cái phần hồn kiếp này này, cuộc sống hiện tại của mình ở kiếp này. Và tương lai thì không bao giờ ra khỏi người rồi, bởi vì ra là sẽ chết, đúng không ạ? Không có ngày mai thì đương nhiên là sẽ chết rồi. Sau này học để sâu ấy, chúng ta còn phải khuyên cả những cái phần đấy để tu nữa, thay đổi nữa cơ. Nhưng muốn khuyên được các phần kiếp trước thay đổi thì bản thân mình kiếp này mình phải thay đổi tốt đã, thì mới khuyên được họ. Ví dụ nhá, cho cô trải nghiệm luôn này. Cái này nó hơi sâu một tí, nhưng cho cô trải nghiệm. Người cô đang như này nhá, cảm nhận. Bây giờ sẽ lôi phần hồn kiếp trước của cô ra, cô sẽ thấy người cô khác ngay. Nhìn thấy mờ hơn không? Thấy người mệt hơn không? Yếu hơn không? Thấy khác không? Nhìn vào đây thấy thế nào? Thấy có giống mình không? Cái cảm giác giống mình không? Đang thấy hơi mệt mệt tí. Cảm giác hơi khó chịu chứ. Bây giờ trả lại này, ấn lại vào người cô. Đó, thế này trở lại như cũ chưa? Những cái phần kiếp trước nó cũng là những cái năng lượng khác trong cơ thể mình. Thế nên để khỏe mạnh được toàn diện ấy, thì phải khỏe toàn diện. Không, massage chỉ là cái tác động bên ngoài thôi. Thế nó làm gì nữa? Nói chung là học nhiều lắm rồi. Học nhiều đi. Như cháu ngồi thiền từ lúc 5 tuổi đến giờ, các ngài dạy từ lúc 5 tuổi đến giờ. Yeah. Chứ không thì tâm lại phải tĩnh. Chứ không có thầy Dương đâu. 5 tuổi đến giờ là các ngài toàn dạy như nào như thế. Nhiều người cứ ngồi dần dần thì sẽ được. Muốn ngồi thiền được thì tâm phải vững trước. Vậy chúng ta phải học cách để làm sao cho tâm an nhiên và vững. Nghĩa là kể cả có những cái biến cố nó rất là ấy, như bản thân chị ấy, biến cố nó cực kỳ nặng nề. Mới đầu thì cũng cảm giác như mình bị sốc, suy sụp thật sự luôn. Nhưng sau khi mà lên bàn thờ thắp hương cho bà tổ tiên xong, cái tự mình mà cho con đủ sức khỏe, cho con đủ nghị lực để con vượt qua cái khó khăn này, một cái thế là tự nhiên mình làm cho mình bình tĩnh tất cả. Sau mà cái tâm mình nó an, bắt đầu mình tự giải quyết mọi vấn đề. Cái đó có hai trạng thái. Thứ nhất là tự chị làm cho tâm chị an. Đúng rồi. Thứ hai là năng lượng của người âm ra tiền nhà chị. Đúng tác rồi. Động vào chị. Chuẩn. Để cho chị mạnh mẽ hơn. Chị bất mẹ cái gì chồng không giúp được cái gì cả. Chị bản thân cái việc nọ việc kia ở trong gia đình là tự chị nghĩ ra thì tự chị làm. Khi mà mình cảm thấy biến là lên xin cầu cầu cầu. Thế thôi. Và
có thể là nó vào mà gọi là hỗ trợ tâm lý. Thế thôi, từ hồi con gái chị đã lấy rồi. Thế tốt mà. Từ hồi con gái chị chưa lấy chồng, chị đã làm những cái việc đấy rồi. Mà đến khi chị lấy chồng, mọi việc hộ nhà chị xử lý cũng là như thế. Và những cái thật sự khó khăn nhất mình đã vượt qua rồi thì bây giờ nó đặt mũi. Đấy, chị nói với con chị đấy, những cái khó khăn nhất mẹ đã vượt qua rồi thì với mẹ bây giờ không có cái gì là khó khăn hơn. Trừ cái trường hợp là mất các con. Có một cái chị chưa vượt qua được, nghiệp duyên với chồng. Nếu mà chị vượt qua được thì nó lại là hoàn hảo quá. Dần dần từ từ chị sẽ học cách được. Chị vẫn đi tìm bác sĩ để điều trị cái từ từ chị. Chị vẫn đi tìm bác sĩ tâm lý. Không vâng, mà chị kêu cầu là được toàn kêu cầu của chồng. Nói chung như thầy dạy cái chương bỏ ấy. Các cô hôm nay cũng cảm nhận rồi ấy, thì mình có mong muốn thì có gì chia sẻ với con cũng được. Thì con sẽ để kết nối. Vâng, em sẽ kết nối với cậu. Thực ra là chị rất là muốn chữa cái đầu chị này. Bởi vì thực ra về cái cảm nhận đường âm ấy của chị đã rất rõ. Và chị đã được trải nghiệm thực tế rồi. Nghĩa là các cụ về như thế nào là chị biết. Đấy, nên là chị và trong gia đình cái gọi là cái gia đình lớn thì là chồng chị nhá, có những cái việc gì nó thuộc về đối âm mà có vấn đề một cái là ứng với chị luôn. Chồng chị tên là gì ạ? Chồng chị tên là Dương. Cái gì Dương ạ? Võ Trường Dương. Họ Võ à? Họ Võ. Bà cô họ Võ. Bà cô tổ họ Võ cực kỳ chưa. Chào bà. Đấy, bà về mà. Chị cảm nhận bà vào người cháu bà đi. Đúng, chồng. Chị thấy người nóng lên không? Nãy bà ấy vào người chị đấy. Vậy chị thả lỏng người nhá. Chị thả lỏng người này. Nghĩ trong đầu. Bà ơi, bà có gì muốn nhờ cậu không? Đấy. Chị cứ nghĩ trong đầu như thế đi. Xem người chị thả lỏng. Vì có nhờ cậu không? Chị thả lỏng này, xong nghĩ trong đầu như vậy. Đấy, xem người chị cảm thấy muốn như nào. Đang thêm hơi muốn cúi đầu xuống, được chưa? Đang kiểu như là chào ấy, kiểu vậy. Đấy. Xong bây giờ thì đang thấy hơi muốn chắp tay lên này. Đấy, xong kiểu như này này. Hơi muốn kiểu như này. Cứ từ từ dần dần. Bà hơi yếu. Kể ra bà mà khỏe hơn thì chị sẽ cảm nhận tốt hơn. Đợi chút nhá, chị cảm nhận người chị này. Để em giúp cho bà ấy khỏe hơn một chút. Thế coi như nhân duyên. Vừa rồi bà ấy vào, chị cảm thấy hơi mệt mệt bởi vì bà ấy đang mệt nhá. Bây giờ chị cảm nhận người này. Cái mệt mệt đó thì đang biến mất dần không? Bà ấy đang khỏe dần lên đó. Sao hơi muốn lại kiểu cảm ơn gì nhé. Bà này bà ấy lương thiện lắm, bà ấy tâm tốt. Hơi cúi cúi kiểu đằng trước, kiểu muốn cảm ơn mà. Vậy thêm một chút nữa nhá. Bây giờ chị xem bà cô là chị như nào nhá. Cảm nhận trong người chị nhá. Nhìn này.
phần trên mắt này nó hơi cay nhẹ, sống mũi hơi cay nhẹ, cảm thấy muốn lạy nhiều hơn. Nhìn thấy người em sáng hơn không? Biết tại sao? Chuyển năng lượng cho bà. Phải. Chuyển năng lượng cho bà lúc nãy rồi. Cho bà khỏe hơn lúc nãy rồi. Còn bây giờ đang thịnh bóng Phật xuống. Thế nhìn người em sẽ sáng hơn. Thần thái nó khác hẳn lúc nãy. Thì ngài cho bà ấy vài lời để bà ấy tu tập cho tốt. Đó, chỉ hết lúc nãy chưa? Ngài đi rồi. Thế nào không? Thật ra thì cái này chị đã được trải nghiệm rồi. Chỉ có cái là mình không hiểu, mình chưa giải thích nổi thôi. Có những lần em bị mà xong đi khám các viện không ra bệnh chị ạ. Thế thì chị lại gặp đúng người rồi. Sau đấy chỉ có về quê làm lễ. Đấy là xin ra tiên. Về tận nơi tổ tiên. Ra tiên là chị giúp đỡ cho chị. Đấy, thế mình đến chồng chị bây giờ còn bảo con gái. Bây giờ nhất con dâu rồi, nhất cháu dâu rồi. Chồng chị có tên 4 con rồi. Thì bây giờ chị là người biết nghĩ ra tiên nhất. Thì chả thế. Đúng rồi, chuẩn đấy. Còn người khác có biết nghĩ bằng chị đâu. Chị nghĩ trong đầu thôi. Tiêu cực một phát, đứt tay luôn, chảy máu luôn. Đấy, là chị thấy nặng. Nhưng mà trộm vía cứ có cái gì xin ra tiền là nó ok luôn. Là có hướng luôn và có người giúp đỡ luôn. Thật đấy. Chị thấy người với chị bây giờ lại bình thường chưa? Bà ấy ra, bà ấy về rồi đấy. Vẫn kiểu hơi gai gai, người lạnh lạnh. Hơi hơi một chút. Nhưng nói chung là cái việc thờ cúng thì công nhận là chị rất là chỉ chu. Cúng các cụ ấy, cả họ đi nhá. Cứ từ từ. Bây giờ phải đi ra đi đâu.